khán giả thân mến, sau thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay Tây Ninh đã mở cửa trường học cho học sinh trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh mới được kiểm soát hiện nay, các bậc phụ huynh cũng cần chủ động hỗ trợ cho học sinh chuẩn bị tốt về thể lực và các biện pháp phòng chống dịch để các em có thể sẵn sàng trở lại trường học một cách an toàn và hiệu quả. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác phòng dịch, các địa phương, nhà trường cũng lên kế hoạch học tập chi tiết cho nhiều đối tượng học sinh. Các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 với các phương án kịch bản để xử lý tình huống khi có ca F0 hoặc dịch bệnh lây lan phù hợp với tình hình thực tế của trường và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Do đó, đối với các trẻ đã được tiêm chủng, có thể yên tâm đưa trẻ đến trường và học trực tiếp. Riêng đối với nhóm học sinh chưa được tiêm chủng vaccine, cần có sự quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn đối với học sinh. Đồng hành cùng ngành giáo dục và y tế thì mỗi phụ huynh nên chuẩn bị các kiến thức và biện pháp phòng chống dịch khi cho học sinh trở lại trường học. Để học sinh trở lại trường an toàn, cần nhất ở 3 công đoạn: ở nhà, trên đường đi và tại trường học. Trong đó, công đoạn ở nhà quan trọng nhất bởi mỗi gia đình có một lối sống khác nhau, cách thức phòng chống dịch khác nhau. Do vậy, trước hết mỗi gia đình phải thực sự an toàn, sau đó mới đến các phương án chống dịch ở nhà trường nếu học sinh đi học trực tiếp. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề khiến các em lo lắng, mà phải hướng dẫn cho các em hiểu rằng đó là những kỹ năng, cách thức để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh như việc đeo khẩu trang hay rửa tay thường xuyên. Đối với tình hình dịch bệnh như vậy, mặc dù nó đã lắng xuống, nhưng mà cái vấn đề phòng chống dịch bệnh thì lúc nào cũng phải thận trọng. Xuyên suốt trong quá trình mình trở lại cái hoạt động của cái bình thường mới này. Thì đối với những trẻ đến trường thì thật sự thì rất là lo lắng, thì cũng có lo lắng. Nhưng mà tất cả những cái việc đó thì mình có thể mình giải quyết được. Mình phải phòng chống dịch đó thì mình phải hợp tác. Về ngành y tế thì cung cấp kiến thức cho các bậc phụ huynh, cho các thầy cô giáo. Còn về phía nhà trường cũng hỗ trợ cung cấp kiến thức cho các em. Các bậc phụ huynh thì cũng hướng dẫn các em để có những cái biện pháp phòng chống dịch nó đúng, nó đầy đủ để các em đến trường vui vẻ và các bậc cha mẹ cũng yên tâm. Ví dụ như là chuẩn bị nước rửa tay cho các em đầy đủ. Đó, nhà trường cũng có những cái nơi để cho các cháu rửa tay, hay các cháu ấy hướng dẫn các cháu mang khẩu trang, rồi hạn chế các cháu tập trung lại để nói chuyện với nhau. Đó, như là hồi xưa thì lớp này chạy qua lớp kia, rồi các cháu thì cứ vui chơi với nhau rất là thoải mái, thì hôm nay thì mình hạn chế hơn, nhắc nhở các em những cái biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đúng 5K. Đó, từ tất cả mọi người đó, thì cái việc đến trường của các em thì nó sẽ an toàn hơn. Hơn 2 năm qua, các trường học đã tổ chức điều chỉnh toàn bộ các hoạt động dạy và học để thích ứng với dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn cho trường học. Tuy nhiên, việc trẻ không được đến trường hoặc đến trường rất ít trong một thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Việc học online ở nhà, thời gian nghỉ Tết kéo dài có thể khiến cho các em mất tập trung trong việc học hành, khó quay lại học tập một cách tốt nhất. Để học sinh trở lại trường học an toàn cũng như nhanh chóng hòa nhập với việc học tập trực tiếp, phụ huynh cần chuẩn bị trước cho trẻ những thói quen thường ngày của một học sinh bình thường. Không chỉ dạy trẻ những kiến thức, kỹ năng và thói quen lành mạnh, gia đình cần đảm bảo dinh dưỡng cho các em thật tốt, bởi một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp các em phát triển tốt nhất, chống lại cảm lạnh, cúm và các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp khác. Tại vì các em sau một thời gian nghỉ dịch dài như vậy đó, thì nghỉ dịch thì mọi hoạt động đều thay đổi hết. Giả sử như đến trường thì có giờ giấc, còn bây giờ các em lại được học ở nhà, rồi có những bé đó thì lại chơi, nó lại không có cái kỷ luật y như trong lớp. Đó, thì bây giờ phải qua một quá trình như vậy là phải tập lại nó phải rồi có bé lại thức khuya, thì bây giờ đó phải rèn luyện trở lại để cho bé ngủ đúng giờ, để cho bé được thức dậy cho nó đủ giấc, ngủ đủ giấc
rồi ăn uống đầy đủ, cung cấp đầy đủ vitamin, nước và các chất dinh dưỡng để bé được có đầy đủ sức đề kháng khi mà đến trường, thì cũng nó là một phần để phòng chống dịch bệnh trong cái giai đoạn này. Điều quan trọng không kém là người lớn trong gia đình cần tuân thủ 5K, tiêm vaccine đầy đủ để giảm thiểu sự lây lan dịch cho các em học sinh, và phụ huynh cũng cần tuân theo biện pháp phòng chống dịch của nhà trường. Phụ huynh cũng không nên có cảm giác lo sợ vì dịch khiến tâm lý bất an, mà hãy tập trung chăm sóc, bảo vệ trẻ thật tốt. Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bệnh nào như sốt, nghẹt mũi, đau họng hoặc ho thì không nên cho con đến trường. Khi trẻ đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, phụ huynh cần giữ con ở nhà và theo khuyến cáo của y tế địa phương về việc tự cách ly. Thật sự tất cả những trẻ chưa tiêm vaccine thì mình lo lắng hơn. Đó. Chứ thật sự những trẻ đã tiêm vaccine rồi cũng phải cẩn thận. Nên cái tiêm vaccine cái đó là có thể giảm triệu chứng nặng, có thể để người đó có sức đề kháng thì nó sẽ lướt qua cái khi mình nhiễm bệnh. Chứ thật sự đó thì những cái tiêm vaccine này đó là một phần thôi. Còn tất cả những cái việc phòng bệnh thì cái đó mới là chủ yếu. Thưa quý vị khán giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, để các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn, giúp đỡ trẻ mầm non, học sinh tiểu học thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tại nhà. Cuốn sổ tay cũng hướng dẫn 10 việc các học sinh cần làm tại nhà hàng ngày để phòng chống dịch COVID-19. Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng dịch COVID-19 và bệnh lây qua đường hô hấp. 1. Rửa tay đúng cách với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay thường xuyên tại các thời điểm. Rửa tay trước khi vào lớp, rửa tay trước và sau khi ăn, rửa tay sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, rửa tay sau khi đi vệ sinh, rửa tay khi tay bẩn tại các thời điểm sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn tốt nhất là rửa tay với nước sạch và xà phòng. 2. Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 3. Không đưa tay lên mắt mũi miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như ly, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Không tụ tập đông người trong các giờ nghỉ giữa giờ, giờ ra chơi. 7. Nếu thấy bản thân hoặc bạn khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho thầy cô giáo. 8. Đeo khẩu trang đúng cách. 9. Tránh kỳ thị xa lánh hay trêu chọc bạn bè. 10. Bỏ rác đúng nơi quy định. Thưa quý vị khán giả, COVID-19 đã tác động không nhỏ tới nền giáo dục của Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy luôn quan tâm đến con trẻ nhiều hơn để có những phương pháp hỗ trợ cho trẻ kịp thời và đúng cách nhất. Luôn khuyến khích con học tập, trở thành bạn thân thiết của con để chia sẻ những vướng mắc khó khăn trong học tập. Hãy học cùng con, vui chơi cùng con và giúp con quay lại trường lớp sau dịch một cách thoải mái, an toàn và khỏe mạnh nhất. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin về dịch COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!